Thường xin chào tất cả các anh chị và bạn nha. Thì ngày hôm nay Thường xin chia sẻ đến cả nhà chúng ta, đó là cái mẫu lẹp nhất zin của hãng Suzuki. Thì như tất cả anh em ta đều được biết á, thì ở những cái dòng xe mà ví dụ như Suzuki GD 110 này, rồi Suzuki HZ, Suzuki GN, Suzuki IN 125, Suzuki IN 150, Suzuki GZ 125 và Suzuki GZ 150, hoặc là những cái dòng Suzuki tương tự khác mà Thường chỉ chia sẻ ở cái phạm trù đó là dòng Suzuki mà mang cái phong thái classic đến cho tất cả anh em ta. Thì đây là cái mẫu cái lọc nhất zin đó. Thì đa số tất cả ở các dòng xe của anh em ta ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều cái loại lọc nhất, có loại lọc nhớt của Indo, loại lọc nhớt hàng hàng thường, cái loại thường đó là Thường không chia sẻ. Đây là loại lọc nhớt, cái loại zin thì nó có cái màu như này, nó màu vàng 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 như thế này, đóng hộp với quy cách đóng gói nó như thế này. Nó cái màu vàng thì cái chất liệu nó thì hàng zin thì nó ok hơn, nó bền hơn. Nhưng mà đa số anh em ta mình lưu ý này, chúng ta là thường thường là anh em ta mình cứ hai lần thay nhớt là một lần thay lọc á, nhưng mà do là bên thường là bên nhà máy thì cái giá thành của nó là nó ok hơn. Thì cái mẫu đây, cái mẫu zin này là 29.000 một lọc nha anh em. Còn anh em ta mình mua ở ngoài các shop khác á thì nó tầm khoảng rơi vào lọc zin á thì tầm khoảng có thể là nhiều nơi là 80, có nhiều shop là 90 mẫu zin nha. Còn ví dụ như mẫu loại thường á thì tầm khoảng loại thường là thì bên thường bên nhà máy nó cũng có nhưng mà không có kinh doanh nữa, cái loại thường là có 20.000 đồng một lọc thôi. Còn cái là cái mẫu zin thì trên nhau tầm khoảng 9.000 8.000 thì nó cũng không tới đâu. Thì anh em ta mình thuê cái loại lọc nó sẽ bền hơn. Ví dụ như nhiều khi anh em ta mình thuê lọc nhất tại nhà thì cái lọc như cái lọc đây là 29.000 đó, thì mình sử dụng được hai lần lọc nhớt, lọc zin thì nó tốt hơn mà, thì mình tầm khoảng 6.000 km là mình thay một lọc đó. Ví dụ như 29.000, ví dụ anh em ta mình mua số lượng lớn á, ví dụ nhiều cơ sở họ nhiều cơ sở mà thường phân phối lại trực tiếp á, thì giá của nó thì nó sẽ nhẹ hơn. Ví dụ như anh em ta mình lấy 100 lọc á, thì giá của nó tầm khoảng ví dụ như 19.000 đó là lấy 100 lọc, hoặc là mình lấy 200 lọc thì giá nó còn 200.000 đồng, 15.000 đồng nhé. Thì đó là cái giá tại nhà máy, xuất tại nhà máy số lượng lớn. Còn ví dụ đối với anh em ta mình chơi xe thì mình lấy tầm khoảng 5 lọc thì 29.000 một lọc, hoặc là mình lấy 10 lọc thì cũng 29.000 một lọc. Ví dụ như còn phí ship nó thì tầm khoảng 25.000 à, 25.000 là ship tận nhà, ngân hàng thanh toán luôn. Thì cái đây là cái mẫu zin nhé, mình thường chia sẻ anh em ta là cái mẫu zin nó bền và nó phù hợp với xe. Còn những cái mẫu mà cái loại thường á, cái loại thường thì nó đảm bảo là nó sẽ rẻ hơn. Loại thường thì bên nhà máy thường vẫn có, đó là loại 19.000. Còn đa số anh em ta thường hay sử dụng, thường hay mua bên nhà máy của thường á thì đó là 29.000 một chiếc cái loại zin này đó. Cái loại zin thì quy cách đóng gói nó có tem nhãn mát, có mã vạch đàng hoàng này đó cho anh em ta. Đây thì anh em ta mình thay thoải mái luôn, mình sẽ thể là hai lần lọc nhớt á, hai lần mình thay lọc nhớt thì mình thêm hai lần mình thay nhớt chứ, thì một lần mình thay lọc. Đây có lọc của nó đây đó, thì giá là giá tại nhà máy nên nó sẽ đảm bảo cho anh em ta. Còn ví dụ như nhiều anh em ta mình mua online ở trên các shop khác ấy, thì thường không có đảm bảo về chất lượng nhé. Hay đây là màu vàng nghệ, còn những cái mẫu cái là nó màu dạng như cái màu cam cam á, cam cam thì là rẻ hơn đó. Thì còn anh em ta đa số anh em ta mình ở tỉnh là mình thuê tại nhà. Còn nếu như mình ra hãng, ra tiệm thì cái lọc nhớt nó cao rồi, lọc nhớt tầm khoảng 80.000 một lọc. Nó còn mình thay tại nhà là 29.000. Xong rồi mình tháo xe ra, tự thay lọc nhớt, tự thay nhớt luôn, nó rẻ hơn.
Còn mình thuê ở tiệm á, thứ nhất là cái lọc nhớt nó sẽ cao hơn tầm khoảng 50.000 một lọc. Rồi nhớt nhớt thì nó sẽ có công thuê nhớt là tầm khoảng 50.000 công nữa. Đó, còn nếu anh em ta mình chăm sóc xe tại nhà thì mình sẽ mua hoặc là order trực tiếp qua website của Thường đó, website xã hội mexe.com hoặc là Zalo. Zalo anh em ta mình nhắn cho cái phần tin nhắn chờ đó, qua số Zalo 037 932 0944 nha cả nhà. Thì bình thường sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho anh em ta. Còn đối với anh em ta các shop khác mua về để phân phối lại cho anh em ta thì cũng có, cũng liên hệ trực tiếp bình thường nhé. Ví dụ như là anh em ta mình nhập số lượng 100 lọc thì nó giá nó tầm khoảng 19.000 đồng một lọc. Anh em ta mình nhập số lượng cao hơn 200, 300 thì nó là 15.000 đồng một lọc. Cho anh em ta mình về mình dạng như mình về mình phân phối lại, mình cũng như mình bán lẻ thì mình ăn cái chênh lệch. Rồi thì Thường xin cảm ơn anh chị bạn ta đã theo dõi video nhé. Thì hẹn gặp lại cả nhà chúng ta ở những cái video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.